Xong rồi. Bắt đầu nhá. À, bắt đầu chưa? Bắt đầu rồi. Anh cười đi. Hôm nào? Chào anh em nhá. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn kỹ thuật Viettel, cùng kỹ thuật Viettel là Sơn Yên Thủy sẽ hướng dẫn anh em kỹ thuật lắp một bộ cam đơn giản, cam đồng trục, cả tích hợp cả cam IP nữa. Đầu tiên là thiết bị thì gồm có ổ cứng này, đầu thu này. Thu của cam thì anh em cứ tháo ốc vỏ thoải mái nha. Bảo hành là nó ở một con tem ở ốc khác. Quay gần rồi. Mình lột cái giấy này ra. Để lau ổ cứng vào đây. Quay cổng kết nối ra đằng sau gần hai cổng kết nối này. Đấy, úp ngược lên. Tìm đúng vị trí bốn ốc. Lấy bốn cái ốc bắt ổ cứng đi theo. Xong bước bắt đầu kết bước kết nối thì anh em nhìn ở chuẩn SATA nó có một đầu giống kiểu chữ L cắm đúng dây data này, tương tự dây này, đầu này các bạn, dây nguồn nó cũng có đầu chữ L như vậy, cắm đúng vào, cắm chặt rồi đóng lắp ra. Xong đóng lắp
còn 12 volt. Có hai chuẩn, một chuẩn là HDMI và một chuẩn. Con. Kết nối chuẩn. Kết nối dây lan.